Xin chào tất cả bạn, là mình đây. Các bạn ơi, mình và các bạn sẽ cùng nhau tô một bức tranh về bố mẹ và hai con này nhé. Các bạn ơi, như vậy là Tử đã tô màu xong bức tranh về bố mẹ và hai con này rồi đấy. Các bạn đừng quên nhấn like và ấn đăng ký kênh để cùng mình tô màu những bức tranh tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.